Mane, Sané khi nghe đến tên thôi thì những tưởng bộ đôi này cùng một lò mà giả. Thế nhưng gà cùng một nhà lại đi đá nhau. Rõ ràng ban lãnh đạo của Bayern muốn mọi thứ yên bình. Họ bảo rằng đó chỉ là một mâu thuẫn bình thường và mọi thứ đã được giải quyết. Và đúng là trông như là sau đó mọi thứ đã ổn. Tuy nhiên những uẩn khúc đã kéo theo nhiều hoài nghi rằng phải chăng đây là những chiêu trò để đánh lừa truyền thông. Có lẽ cả tôi và các bạn đều có chung một thắc mắc rằng từ trước đến nay ta đều biết tới Mane với tư cách là một trong những cầu thủ tốt tính nhất bóng đá đương đại. Sao lại có chuyện anh ấy đấm đồng đội của mình? Và nếu có thì chắc chắn phải từ một nguyên nhân kinh khủng nào đó. Bẵng đi một thời gian, câu chuyện trên dường như đã dần rơi vào quên lãng. Vậy thì nhắc lại một chút cho những ai đã quên và có thể chưa biết. Sự việc xảy ra cách đây gần 4 tháng trước, cụ thể là vào ngày 11 tháng 4, thời điểm mà câu lạc bộ chủ quản của cả hai là Bayern Munich để thua 0-3 trước Manchester City ở tứ kết lượt đi Champions League 2022. Hậu quả của trận thua này không chỉ nằm ở những bất lợi to lớn ở trận lượt về, mà khi ấy ba lãnh đạo hùm xám còn phải đối mặt với cơn sóng ngầm về mâu thuẫn giữa Mane và Sané. Trong trận, Sané liên tục tỏ ra không hài lòng với cách thi đấu của Mane kể từ khi cựu tiền đạo của Liverpool vào sân, đặc biệt với tình huống không hiểu ý của bộ đôi. Trong khi Mane cố gắng chạy lên phía trước để thực hiện phản công, thì Sané lại chuyền ngang với yêu cầu Mane phải giật về để đón bóng. Ngay lập tức sau tình huống đó, cựu cầu thủ của Man City thái độ ra mặt với Mane. Sau đó cả hai cũng đã lời qua tiếng lại, cuộc cãi vã tiếp tục diễn ra khi trận đấu đã kết thúc. Thậm chí nhiều thông tin cho rằng Mane đã có tác động vật lý vào vùng mặt của Sané và quả thực vài ngày sau chân sút người Đức đã xuất hiện với chiếc môi sưng tếu. Đúng là phía Bayern đã nói rằng mọi thứ ổn, đồng thời đưa ra hình phạt với Mane bằng dòng thông báo nguyên mẫu như sau. Sadio Mane, 31 tuổi, sẽ không có mặt trong đội hình của Bayern Munich trong trận đấu trên sân nhà vào thứ Bảy tuần này với Hoffenheim. Điều này là do hành vi sai trái của anh ấy sau trận đấu của Bayern Munich tại Champions League với Manchester City. Ngoài ra Mane còn bị phạt tiền. Thực ra mâu thuẫn này đã được nhen nhóm từ trước đó và một lần nữa, nguyên nhân xuất phát từ sự không hài lòng mà Sané dành cho đối tác của mình. Mọi chuyện còn phức tạp hơn khi chính Mane cũng tỏ thái độ bằng mặt mà không bằng lòng với Sané bởi những hình ảnh về việc anh ngó lờ Sané khi vào thế chỗ của chính tuyển thủ người Đức trong một trận đấu sau đó, rồi từ những cử chỉ, hành vi hay ánh mắt có phần thù ghét của cả hai dành cho nhau. Tuy nhiên khoảng 2 tháng sau, Mane lên tiếng xác nhận rằng mọi thứ đã được giải quyết. Anh nói với kênh truyền hình Senegal 2STV, những chuyện như vậy có thể xảy ra và đúng thật là nó đã xảy ra. Chúng tôi đã cùng nhau giải quyết vấn đề nhỏ đó. Đôi khi, việc xử lý các vấn đề là tốt, nhưng không phải theo cách này. Dù sao, chúng tôi cũng đã để lại mọi chuyện ở phía sau. Chính Mane khi ấy còn tiếp tục hứa hẹn tương lai của mình ở Bayern. Anh bộc bạch, nếu mọi thứ suôn sẻ, tôi sẽ trở lại Bayern. Một mùa giải phức tạp và trôi qua, nhưng mọi chuyện đã là quá khứ. Tôi không ngờ vì đã lường trước những khó khăn khi đến đây. Tôi thích những thách thức và chơi cho Bayern quả thực là một thử thách lớn. Bây giờ, việc có chinh phục thử thách đó hay không phụ thuộc vào bản thân tôi. Nhưng rồi mọi thứ diễn ra như thế nào? Không còn nằm trong kế hoạch của hùm xám. Anh bị giao bán và với 34 triệu bảng tới Al-Nassr, nhiều người tỏ ra tiếc nuối khi cho rằng Sadio đã rời bỏ bóng đá châu Âu quá sớm. Nhưng nhìn một cách khách quan thì đó có thể là sự giải thoát, chấm dứt thời gian tệ hại ở nơi anh không thuộc về, Bayern Munich. Trước khi cái tên Sadio Mane được nhắc tới, với màn ra mắt ở Ả Rập thì quản lý của anh Babacar Cissé đã bất ngờ tiết lộ những bí mật đằng sau vụ ẩu đả kể trên. Cissé lên tiếng trên đài After Food IMC cùng cáo buộc cho rằng Sané đã có những lời lẽ phân biệt chủng tộc với thân chủ của mình và Bayern đã cố gắng che đậy vụ việc này khi nó được phát giác. Cụ thể, khi được hỏi liệu Sané có xúc phạm Mane một cách phân biệt chủng tộc hay không và có đúng là Bayern đã cố gắng che đậy những gì đã xảy ra và bảo vệ Sané hay không, Cissé trả lời, đúng vậy, tôi không thể nói rõ ràng một số chi tiết, nhưng đó đúng là lý do tại sao tôi nói có sự bội bạc từ phía Bayern. Nhưng kể cũng thật lạ phải nhắc cho Leroy Sané rằng cậu ấy cũng là nguồn gốc từ những người châu Phi da màu bởi cha của anh ấy, ông Suleiman Sané cũng đến từ Senegal. Nói sâu xa hơn thì anh và Mane có chung một dòng máu, thế cho nên những chỉ trích về màu da dù có hay không có cũng thực sự là vô lý. Về phía Bayern, đại diện Salihamidzic nói trên Sky như sau. Chúng tôi biết cáo buộc này là do một nhà báo đưa ra. Chúng tôi đã nói chuyện với Leroy về điều đó. Anh ấy đảm bảo với chúng tôi rất rõ ràng rằng anh ấy chưa bao giờ nói bất cứ điều gì như vậy và chúng tôi tin anh ấy. Chúng tôi đã dành 2 ngày để nói chuyện cởi mở với những cá nhân có liên quan và tìm cách giải quyết vấn đề đó. Đối với chúng tôi, vấn đề đã được giải quyết. Quay trở lại với cuộc phỏng vấn của Cissé, quản lý của Mane dựa trên những lập luận về tính cách của cả hai cầu thủ để đưa ra ý kiến nhằm bảo vệ thân chủ của mình. Tất cả mọi người có am hiểu về bóng đá châu Âu đều biết rằng Sané là một chàng trai rất trịnh thượng, trong khi Sadio luôn điềm tĩnh và đã thể hiện điều đó ở mọi nơi anh ấy thi đấu. Sau đó Cissé tiếp tục đưa ra những cáo buộc dành cho báo chí Đức. Anh cho rằng Sané đã vượt quá giới hạn, những điều sai trái đã được đưa ra để ngụy biện cho mọi việc đã xảy ra. Nhiều thứ bẩn thỉu xuất hiện từ báo chí Đức. Họ đứng về phía Sané chống lại Sadio. Họ nói rằng Sadio bị phạt 500.000 euro. Đó là một lời nói dối. Họ nói rằng Sadio bị phạt 500.000 euro. Đó là một lời nói dối. Sané đã xin lỗi Mane sau đó. Tại sao ? Bởi vì anh ấy biết chính anh ấy là người đã sai. Sadio đã chấp nhận lời xin lỗi của Sané. Nhưng thân chủ của tôi cũng nói thêm rằng điều đó không nên lặp lại. Huấn luyện viên Tuchel cũng xin lỗi Mane và hứa trao cơ hội cho cậu ấy. Nhưng ban lãnh đạo Bayern thì không. Tuchel được lệnh gạch tên Mane trong đội hình thi đấu và thân chủ của tôi buộc phải ra đi. Câu chuyện chưa dừng lại ở đó, ta mới chỉ nhìn thấy phần nổi của tảng băng chìm là việc Mane tới Ả Rập nhận mức lương cực khủng lên tới 34 triệu bảng một năm, tương đương với hơn 600.000 bảng một tuần. Và đúng là anh ấy sẽ chơi cùng siêu sao Cristiano Ronaldo, Brozovic, Alex Telles, nhưng đằng sau đó có thể là một câu chuyện bi hài nếu nó đúng như những gì mà Cissé tuyên bố. Đó không phải là một quyết định dựa trên lập trường của bóng đá. Mức lương của Sadio khiến người Đức bận tâm. Họ không hiểu làm thế nào mà một người châu Phi gia nhập đội bóng của họ và trở thành người kiếm tiền nhiều nhất. Vì vậy họ muốn loại bỏ anh ta. Sadio không có gì để chứng minh với người Đức. Anh ấy đã không thể phô diễn tất cả những gì tốt nhất của mình, giống như những gì anh ấy đã làm ở Liverpool chỉ vì Bayern đã vô ơn. Họ thấy day dứt vì đã trả cho một người châu Phi số tiền lớn như thế. Và đơn giản họ không thích điều này. Đúng là những sự thể hiện của Mane có phần chưa thể làm hài lòng ban huấn luyện của Hùm Xám. Tuy nhiên, nếu dựa theo những gì mà Cissé nói, thì có vẻ như Bayern đã thực sự đuổi Sadio Mane đi. Ngược trở về quá khứ với Sadio Mane thời còn ở Liverpool, một sự việc tương tự cũng đã xảy ra. Ở đây là xích mích anh và Salah. Cụ thể, mùa giải 2019-2020, trong chiến thắng 3-0 của lữ đoàn đỏ trước Burnley, chứng kiến hình ảnh Sadio Mane vùng vằng, liên tục quát tháo ngay trước mặt huấn luyện viên Jürgen Klopp khi được thay ra. Đáng nói ở đây là lý do xuất phát từ một tình huống có phần ích kỷ của Mohamed Salah trong trận. Khi ấy Mane ở một vị trí vô cùng trống trải và liên tục đưa ra tín hiệu xin bóng tới người đồng đội. Tuy nhiên vua Ai Cập đã không chuyển. Sau đó Salah ngoặt bóng sang phía nghịch chân và thực hiện cú sút không thành công trước sự bực tức của Mane. Kết thúc trận đấu, khi được hỏi về Mane, huấn luyện viên Jürgen Klopp lên tiếng hạ nhiệt rằng mọi thứ ổn dù có những tình huống trong trận khiến cậu ấy không vui. Sadio là một chàng trai giàu cảm xúc. Cậu ấy không vui vì điều đó, nhưng chắc chắn không phải vì bị thay ra. Đây không phải vấn đề lớn, chúng tôi sẽ giải quyết những vấn đề trong phòng thay đồ. Cựu cầu thủ Liverpool Jamie Carragher thể hiện sự đồng cảm với Mane. Anh nói trên Sky Sport, Salah rõ ràng là nên chuyển. Dễ thấy là nếu cậu ta không ghi bàn trong 60 phút đầu, cậu ta đá như tuyệt vọng trong 30 phút cuối. Khi đó cậu ta sút nhiều hơn, với khao khát ghi bàn bằng mọi giá. Đó là điều Mane không thể hài lòng. Nhưng mâu thuẫn nội bộ sẽ mãi là một bí ẩn lớn. Và liệu Salah hay Mane có thực sự hòa hợp với nhau hay không thì ta cũng chẳng thể nào biết được. Nhưng có lẽ đó là một phần lý do không nhỏ dẫn đến việc Liverpool đã bán Sadio Mane, dù cho khi ấy tiền đạo người Senegal đang ở độ tuổi đỉnh cao nhất trong sự nghiệp. Nói cho cùng thì không chỉ là Mane, Sané hay Bayern mà khi đã để những mâu thuẫn nội bộ xảy ra thì tất cả những người có liên quan đều có lỗi trong đó. Thật không may cho Mane là anh đã chạm mặt với con cưng của cả hai đội bóng. Hy vọng rằng tới đây Mane sẽ cẩn thận hơn ở Al-Nassr.